Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu một siêu phẩm. Đây là chiếc Gian TCR Composite 1. Một chiếc xe đua full carbon, siêu nhẹ các bác nhá. Vâng, và đây là một chiếc xe full carbon toàn phần, cực nhẹ các bác nhá. Chỉ dưới 10 cân thôi. Đây, một ngón tay em nhấc được lên rồi. Vâng, và đây là xe mới về, em lắp vội và quay lên cho các bác đây. Vâng, đây là một chiếc xe đua chuyên nghiệp, rất hiếm về tại cửa hàng em các bác nhé. Cực kỳ hiếm. Một chiếc xe full carbon toàn phần. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và đây là các bác có thể lên Google để đánh tìm hiểu về chiếc xe này, Gian Composite 1 đây. Và có rất nhiều những trang web giới thiệu chiếc xe này. Và đây là một trang, em sẽ ấn vào một trang đây. Một trang web của châu Âu. À đâu, đây là trang web của hãng Gian đây. Họ bán ra sang thị trường châu Âu là giá 2.550 đô. Vâng, đây các bác nhá, giống như hệt xe em mới về đây, khác màu thôi, cũng full carbon toàn phần. Đây là hãng Gian, trang web nguyên bản nguyên của hãng Gian đây. Vâng, và đây là hình thức chiếc xe khung carbon các bác nhé, màu trắng đen, rất là khỏe xe, full carbon toàn phần. Em đánh giá hình thức chiếc xe này trên 95%. Rất may mắn đây là chiếc thứ hai về tại cửa hàng em. Vâng, chiếc đầu tiên thì cũng TCR Composite. Và rất nhiều bác hỏi. Hôm nay em may mắn về một chiếc nữa đây. Cực mới các bác nhé, không một vết xước nào cả. Carbon. Đây là một mẫu Gian chuyên nghiệp được xuất sang thị trường châu Âu cho những tay đua. Vâng, và đây là cọng yên carbon luôn, nguyên bản của Gian. Vâng, và yên của Pozogo, hãng làm yên rất là nổi tiếng, làm phụ tùng xe đạp. Cái yên rất là mới các bác nhé. Vâng, là xe được trang bị tay nắm có những cái lỗ hút thấm hút mồ hôi. Đây, tay nắm rất là xịn. Vâng, tay nắm cầm rất sướng tay các bác nhé, rất êm. Đây là một chiếc tem trên ghi đông xe. Vâng, ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Vâng, và xe được trang bị tay lắp của Shimano 105, gần như là chùm cuối của cái dòng đua này rồi. Bên này bên tay lắp bên lip. Vâng, bên đĩa đây 105, chiếc xe full carbon toàn phần, trang bị bộ group 105, càng carbon, rất là mới các bác nhé. Chữ TCR được in 3D đây. Vâng, và xe được sở hữu cặp vành Gian PS1, cặp vành nguyên bản của Gian, cặp vành cao cấp đây. Chiếc xe rất ít đi vẫn giữ được cặp lốp nguyên bản của Gian, có thể thấy đây. Yes.
Đây, Meyer của Gian. PSL1. Vâng. Gian. Đến cái suốt cũng của Gian luôn. Chiếc xe này mới 95% và độ nguyên zin là 100%. Giá bình nước của Gian. Các bác có thể thấy ở dưới khung xe là mã vạch chống hàng giả của Gian đây. Của xe đây, của hãng. Chữ Gian ở dưới khung xe được in 3D. Vâng, chiếc xe rất là cao cấp. Đã rất nhiều bác nhắn tin và gọi điện cho em hỏi về những chiếc xe đua khung carbon mà em chưa có cơ hội về với hôm nay. Thì về một chiếc rồi đây. Xe được trang bị củ đề của Shimano 105. 105. Phanh 3 mảnh của 105. Gạt đĩa 105. Đùi đĩa Shimano 105. Tất cả đồng bộ nguyên bản theo xe. Đây Meyer sau, hình thức Meyer sau. Lốp như lốp trước, rất là mới. Lốp chọc. Và xe được trang bị cặp bê đan cá của Shimano. Cao cấp đây, Shimano các bác nhé. Và xe có size đứng là 52. Vâng, khung xe cũng như size M của các bác từ 1m65 đến trên 1m7 đến 1m75 có thể đi vừa chiếc xe này. Chiếc xe rất là mới và không có một lỗi lầm nào cả. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Vâng, và xe được trang bị 10 tầng lip. Vâng, lên lip. Lip của Shimano luôn. Chuyển động rất tốt. Nguyên bộ group của Shimano 105. Đây, chiếc xe rất hiếm về tại cửa hàng em. Mới về chiếc thứ hai thôi. Đổ lip đây. Chuyển động rất là trơn tru và mượt. Xích lip rất mới. Hình thức xích lip đây. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano 105. Đùi đĩa lên đĩa. Vâng. Xe cực mới, cực cao cấp, nguyên zin nguyên bản. Giờ sẽ điểm qua lại cấu hình của xe. Trang bị khung nhôm toàn phần, khung carbon toàn phần, càng carbon, cọc yên carbon, full bộ group của 105, củ đề, phanh, đùi đĩa, tay lắp. Meyer vành lốp nguyên bản theo xe của Gian. Vâng, đây là một chiếc xe rất cao cấp, khung carbon, size M các bác nhá. Các bác trên 1m65 sẽ đi vừa chiếc xe này. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc xe Gian TCR Composite 1. Và chiếc xe bán tại cửa hàng em với mức giá là 18.900.000. Chiếc xe được trang bị full carbon toàn phần và những đồ phụ tùng đều nguyên bản theo Gian. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để được em tư vấn và xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe, và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chức chuông để được hiện những thông báo mới nhất xe đẹp nhất tại cửa hàng em. Về bây giờ xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì
có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.